Xin chào các bạn. Đây là một góc khu nuôi cá của mình. Hôm nay lễ 2 tháng 9 mình được nghỉ cho nên là mình mới có thời gian quay clip để chia sẻ với các bạn vào ban ngày. Thường thì mình chỉ quay clip vào ban đêm bởi vì cái thời gian chơi cá của mình nó khá là hạn chế. Buổi sáng mình chơi cá từ 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi và buổi tối mình chơi cá từ 10 giờ cho đến 12 giờ đêm. Chủ đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là một trong những cái sướng của việc chơi cá beta. Cái chủ đề này lúc trước mình đã từng có một cái clip với tựa đề là chơi cá beta sướng ở chỗ nào. Và bạn nào quan tâm đến cái clip này thì có thể tìm lại để xem trên kênh của mình. Cái sướng trong cái clip đó là ép đẻ được những cái bầy cá beta con. Còn trong cái clip này mình muốn đề cập đến một cái sướng khác của việc chơi cá beta. Và cái sướng đó là cái gì? Bây giờ mình mời các bạn cùng cho cái đàn cá của mình nó ăn. Rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn. Về thức ăn cho beta thì đàn cá nhà mình không có sử dụng thức ăn tổng hợp. Mình chỉ sử dụng các cái loại thức ăn tươi sống. Và ba cái loại chính đó là bò bò, trùng chỉ và trùng huyết. Đầu tiên mình nói về bò bò đi. Rất là nhiều bạn hỏi mình bò bò là con gì. Bò bò còn có tên gọi khác là trứng nước và nó là những cái con đang bơi này đây các bạn. Con này đặc biệt tốt cho cá beta bột, beta con. Nếu không có con này thì có thể thay thế bằng cái con Artemia. Nhưng nói về tốt nhất thì con này vẫn là tốt nhất. Lý do là con này cái chu kỳ sống của nó rất ngắn. Nó chỉ khoảng 5 đến 7 ngày thôi. Và cái thời gian sinh sản của nó là 1 ngày rưỡi đến 2 ngày. Ngoài ra thì con bo bo này nó có đặc điểm là sinh sản lưỡng tính. Tức là con đực hay con cái gì cũng đều có thể đẻ con. Và mỗi lần một con bo bo cha mẹ có thể đẻ 25 đến 30 con bo bo con. Cho nên nó đặc biệt tốt cho cá beta con. Và cái con bo bo này chính là một trong những cái bảo bối đã giúp mình nuôi lớn thành công những cái bầy cá beta rất là đông đúc của mình như các bạn đã biết. Cái loại thức ăn thứ hai đó là trùng chỉ. Sau cái giai đoạn cá beta nó ăn bo bo thì mình chuyển nó qua ăn trùng chỉ. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là khi nào thì cho cá beta con nó ăn trùng chỉ được, là bao nhiêu thời gian. Cái thời gian thì mình không có nói được bởi vì có người nuôi cá lớn nhanh hay là chậm khác nhau. Với mình thì cá những cái nó lớn cỡ này thì mình bắt đầu mình tập cho ăn trùng chỉ nè. Và trong thời kỳ tập cho ăn trùng chỉ thì mình vừa cho ăn trùng chỉ nhưng mình vẫn tiếp tục cho cá ăn bo bo để những cái con cá nhỏ hơn. Ví dụ như những cái con cỡ này nè, nó chưa đủ sức để ăn trùng chỉ thì nó sẽ ăn bo bo để lớn lên. Sau đó thì nó sẽ bắt kịp với những cái con anh chị của nó và để nó ăn trùng chỉ. Bài bệnh này thì cũng ở giai đoạn ăn trùng chỉ nè. Nói chung thì cá mà nó ở cái cỡ này nó cũng khoảng, nếu mà tính độ tuổi mình nuôi chuẩn thì nó tương đương là khoảng 25 đến 30 ngày tuổi là có thể tập cho ăn trùng chỉ được rồi. Và chuyển qua cái giai đoạn lớn hơn là cái giai đoạn này. Cỡ này thì cá beta con nó đã có thể ăn trùng chỉ ngon lành rồi mà không cần cái sự hỗ trợ của bo bo nữa. Chuyển sang cái giai đoạn lớn hơn là cá nó sắp trưởng thành nè, hoặc là cá trưởng thành thì mình chuyển hẳn qua mình cho ăn trùng chỉ 100%, hoặc là có thể cho ăn một cái thức ăn bổ dưỡng hơn đó là cái trùng huyết.
Ở đây thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn về một cái khái niệm mới, đó là cá beta trưởng thành. Theo mình thì cá beta trưởng thành là cá nó đã đạt cái size tối đa, có nghĩa là mình có nuôi thêm nữa thì nó cũng không có lớn thêm. Và cá beta trưởng thành thì có thể đem đi ép được. Ở đây trong cái bài đuôi đôi mà có một con coi nè các bạn, mở ngoặt một tí là có một con coi bên này nè. Con này là nó nhảy từ ở bên này qua nè. Những cái hồ cá ở gần nhau thế này thì cái việc cá nó nhảy qua nhảy lại rất là thường. Cũng may cho nó là có những cái hồ kế bên cho nên nó nhảy không ra ngoài. Còn nếu như không có những cái hồ kế bên nó nhảy ra ngoài thì nó sẽ thành cá khô beta thôi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách sử dụng các cái loại thức ăn mình cho cá ăn hàng ngày nha. Với bo bo thì mình chỉ sử dụng những cái con bo bo còn sống để đảm bảo là bo bo nó sẽ không có gây ô nhiễm nước và nó có thể sinh sản. Bo bo nó dinh dưỡng rất là tốt cho nên là những cái con bo bo sống thì rất là tốt cho cái beta con, nhưng những cái con bo bo mà chết thì nó gây ô nhiễm nước cũng rất là khủng khiếp nha các bạn. Nếu các bạn cho bo bo chết vô cho cá ăn mà cá nó không ăn hết thì là nó sẽ là một cái nguồn nguy hiểm cực kỳ cho cá. Sử dụng bo bo bằng cách là dùng cái vợt như này vớt những cái con bo bo còn sống ở đây. Sau đó thì mình thả vào cái hồ cá con của mình. Rất là đơn giản như vậy thôi, chỉ lựa những cái con bo bo còn sống. Mặc dù là ban ngày cho nên nhưng mà nó hơi tối cho nên là mình sử dụng pin để cho các bạn nhìn rõ hơn nè. Đó, cá beta của mình, beta con nó đang ăn bo bo nè. Mình cần phải nhắm cái lượng trùng cho cá ăn, sau đó mình đổ nước không có đầy mà lưng lưng như thế này để có thể mình có thể lắc. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn cho cá ăn để các bạn xem nha. Xin lỗi các bạn, lắc cho nó đều lên. Xịt. Rất là nhanh chóng luôn. Đến bên này. Tiếp theo đến bên này. Xong, mình đã cho cái số cá lẻ của mình ăn xong. Phải nói là cái dụng cụ này là một cái dụng cụ rất hiệu quả. Cái số cá lẻ của mình 5-70 con gì đó, mình chỉ cho ăn trong vòng có mấy phút là xong. Tiếp theo đến cá bầy, cho ăn trùng chỉ bằng cách là sử dụng cái dụng cụ này. Dụng cụ này thì nó có cái hạn chế là nó sẽ đóng những cái cặn ở bên dưới này và lâu ngày thì nó sẽ là cái nơi chứa chất độc nguy hại cho cá. Cho nên là mình đã sử dụng một cái công cụ cải tiến này. Cái này thì mình đã có clip chia sẻ rồi. Các bạn nào muốn quan tâm cái cách làm cũng như là cái nơi mua cái vật tư thì có thể tìm xem lại
cái clip về hai dụng cụ nuôi cá mới gì đó, cũng tên kênh của mình luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho cá nó ăn để các bạn xem. Đây, một nhóm trùng chỉ đã cho vô cái bầy đuôi đôi. Đây các bạn, chính cái lúc này là cái lúc sướng nhất trong nuôi cá beta nè. Những cái lúc như thế này thì cái cảm giác nó rất là yên bình. Mình không biết là các bạn sao, nhưng mình thì những lúc mình cho cá ăn, mình ngồi ngắm cá ăn như thế này thì cái tác dụng giải trí nó rất là tốt. Bao nhiêu cái mệt mỏi nó sẽ tan biến khi nhìn những cái đàn cá nó ăn như thế này. Tiếp theo là cái loại thức ăn thứ ba mình sử dụng cho cái đàn cá. Chính là trùng huyết đông lạnh các bạn. Nếu như trùng chỉ thì có thể sử dụng cho cá con sau giai đoạn bo bo. Đến khi cá lớn thì cái loại thức ăn trùng huyết rất là bổ dưỡng này chỉ dùng cho cá lớn thôi, không có sử dụng cho cá con ăn được. Và cái món này là cái món ăn đông lạnh mà beta cũng như các cái loại cá nó đặc biệt thích. Nếu các bạn, mình cũng đã có cái clip chia sẻ về cái này rồi, bạn nào quan tâm thì có thể tìm lại để xem trên kênh của mình luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho cái bầy cá lớn còn lại nó ăn trùng huyết. Khẩu phần của cái bầy Liên Hợp Quốc, bầy cá cưng nhất của mình, mỗi bữa ăn thì nó khoảng 4 viên như thế này. Đây là những cái lúc mà thư giãn nhất trong nuôi cá beta này các bạn. Rất là thư giãn, rất là giải trí. Khẩu phần của bầy này thì mỗi bữa ăn nó ăn đến 4 viên lận, cho nên là mình sẽ quay lại sau. Chứ nếu mình bỏ một lúc 4 viên nó không ăn hết thì cái trùng huyết nó rã ra, nó chìm xuống đáy thì nó sẽ gây ô nhiễm nước. Các cái loại thức ăn mà bổ dưỡng, càng bổ dưỡng thì càng gây ô nhiễm nước. Một lát nữa mình sẽ quay lại với cái bầy Liên Hợp Quốc này sau. Giờ mình chuyển qua những cái bầy cá khác. Bầy này thì một viên thôi. Bầy bên này cũng chỉ một viên. Trùng huyết là cái món đặc biệt ưa thích của beta. Mặc dù là món đông lạnh nhưng mà beta nó rất là thích, và các cái loại cá khác cũng thích luôn. Bầy Dumbo White này cũng một viên. Bầy Dumbo White này hơi ít, cũng cho một viên luôn. Bầy Fancy hỗn hợp này một viên. Bầy này một viên. Có một vài con koi rất là đẹp. Bầy koi bên này cũng là một viên luôn. Tiếp theo đến cái nhóm Dumbo White bên này. Bầy này khẩu phần bình thường của nó là 2 viên, nhưng mà mình tách đôi rồi cho nên là ở đây chỉ 1 viên thôi.
một nửa bầy bên này một viên. Bài bên này phải hai viên, nhưng mà cho ăn trước một viên đi, hai viên thì nó sẽ bị chìm. Bài này mình cho lai ghép giữa con rồng đỏ với con máy đưa mua quay nè các bạn. Mặc dù là không có rạc dòng nhưng mà cá cũng đẹp, và cái số này thì trong cái đợt beta Freenam sắp tới mình sẽ dành để tặng cho anh em. Bên đây là một bầy demo quay cuối cùng. Ba viên còn lại này sẽ để dành cho cái bầy Liên Hợp Quốc. Mỗi bữa ăn thì toàn bộ cái đàn cá của mình ăn khoảng 22 viên này, thì tương đương với khoảng gần nửa ký trùng huyết các bạn. Rất là tốn kém. Bài này thì mình cho ăn trùng chỉ rồi, mình sẽ không cho nó ăn trùng huyết thêm. Bài cá này một viên trùng huyết nó đã quất hết rồi đó các bạn. Bên này thì còn nhiều. Những cái bài cá không ăn hết thì mình sẽ sử dụng để bỏ qua cái bài khác. Cái bên này nó hết trơn có tiêu rồi nè, bổ sung vô bên này. Bên này cũng chưa hết mà bên đây hết rồi, bổ sung cho bên này luôn. Bài Liên Hợp Quốc thì nó đã làm hết cái viên đầu tiên rồi, bổ sung cho nó thêm hai viên nữa đi. Chơi cái beta thì cái sướng nhất đó là phải nuôi được, ép đẻ được những cái bầy cá con, và cái thời điểm giải trí nhất và bình an nhất là những lúc cho cá ăn như thế này các bạn. Và đây chính là cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái clip này. Bầy demo quay này nó cũng sơ xong rồi. Bên đây thì sắp xong. Bên đây thì không đủ thiếu gì. Có lẽ mình sẽ chi viện cái viên bên đây rồi. Qua bên đây cho cái bài này đi. Những cái bầy cá con ăn trùng chỉ này mình sẽ cho ăn sau. Những bầy này cũng đang ăn trùng chỉ nè, nhưng mà mình chỉ cho nó một cái chén để mình cho ăn sau.
bên này nữa nè, ở đây nữa. Những cái bài cá còn lại để không mất thời gian của các bạn thì một lát nữa mình sẽ cho ăn sau. Liên quan đến cái việc cho cá beta nó ăn, có rất là nhiều bạn hỏi mình là một ngày cho cá ăn bao nhiêu lần, thì mình xin trả lời với các bạn là với những cái bầy cá đang lớn như thế này, đang ở cái giai đoạn ăn bo bo hoặc là ăn trục chỉ, tập ăn trục chỉ, thì các bạn mỗi ngày nên cho cá ăn một lần. Còn với những cái bầy cá đã trưởng thành như những cái bầy cá bên trong này thì có thể là hai ngày mình cho ăn một lần cũng được. Thứ nhất là để tiết kiệm chi phí, đỡ thay nước và cá ăn hai ngày một lần thì cho nó không có béo phì. Ngày nào mình cũng cho ăn thức ăn bổ dưỡng thì cá nó béo phì. Tuy nhiên với cá sinh sản thì mỗi ngày cần phải cho ăn để cá nó đủ sức để nó sinh sản như bạn. Cái việc sinh sản nó rất là mất sức. Ngoài cái đàn beta thì hiện tại mình có thêm một cái sướng nữa, đó là cho cái đàn cá lớn này của mình nó ăn nè. Đàn cá này là một ngoại lệ và mình sẽ có clip chia sẻ với các bạn sau về cái đàn cá này, gồm những cái em cá điêu hồng và cá rô. Mỗi lần mình cho đàn cá này ăn thì mình phải gõ kiển. Lúc trước thì mình dùng tay để mình khuấy nước như này, nhưng mà cá hiện giờ nó đã lớn rồi, mình để tay xuống thì có thể là đụng cái vây của những cá rô, mình sẽ bị lủng tay. Cho nên là mình sẽ dùng cái lắc thức ăn này. Đàn cá này ăn rất là khí thế luôn. Mình nuôi chưa được một tháng mà kích thước nó đã lớn gấp đôi rồi các bạn. Cái này là cá thịt. Mỗi lần cái đàn cá này nó ăn thì một nửa cái lọ này các bạn, một nửa cái keo này. Nhưng mà thức ăn này, thức ăn tổng hợp nó rất là rẻ tiền, nó không có mắc như cái thức ăn của beta. Cái bầy cá này nó ăn một tháng hơn, mà cái số tiền thức ăn của nó thì chưa bằng cái số tiền mình mua thức ăn cho beta trong vòng một ngày. Mình mua 5kg thức ăn viên này chỉ có 18.000 một ký, 5kg 90.000, trong khi cái đàn beta rất là đông đúc của mình này thì nó ăn mỗi ngày mình đi mua là 105.000 ruột chỉ và 20.000 bò bò, vị chi là 125.000, rất là tốn kém. Chơi cá beta thì có những cái giây phút rất là thư giãn, rất là sướng, nhưng mà cái tốn kém và cái tốn công cũng rất là nhiều. Hôm nay nghỉ lễ cho nên là mình nói hơi dài dòng một tí, cũng sẵn nhân tiện mình khoe cái đàn cá của mình. Đàn cá của mình nó vẫn còn rất là đông đúc sau cái thảm họa do chuột cống gây ra. Thì các bạn yên tâm là cái beta Vrinam thì mình không có thiếu cá nha. Rồi, bây giờ mình kết thúc clip. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ. Và rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các clip của mình.